Kính chào quý phụ huynh và các em học sinh lớp 4 thân mến. Hôm nay, cô và các em sẽ cùng nhau chữa quyển chinh phục nâng cao tiếng Việt 4 của cuốn sách kết nối tri thức với cuộc sống. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần số 14, Chắp cánh ước mơ. Phần A, kiến thức trọng tâm. Với phần kiến thức trọng tâm thì các em sẽ thực hiện các bài tập luyện tập về tính từ. Dựa vào phần kiến thức này thì cô và các em sẽ cùng nhau thực hiện phần B bài tập. Với phần B bài tập trong tuần 14 thì chúng ta sẽ có tất cả 11 câu hỏi. Từ câu 1 đến câu số 3 thuộc mức 1, từ câu 4 đến câu số 8 thuộc mức 2 và từ câu số 9 đến câu số 11 thuộc mức 3. Trước tiên cô sẽ hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi ở mức 1 từ câu số 1 đến câu số 3 như sau. Câu 1. Con vật nào dưới đây có đặc điểm là rất chậm, Đáp án A con ngựa, đáp án B con bò, đáp án C con rùa và đáp án D con mèo. Với câu số 1 thì trong bốn con vật này các em sẽ thấy có con rùa sẽ bò rất chậm. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án C ở trong câu số 1. Câu 2, dòng nào dưới đây chứa tính từ thích hợp để hoàn thành câu thành ngữ? Ở bầu thì chấm chấm chấm, ở ống thì chấm chấm chấm. Đáp án A dài, tròn. Đáp án B tròn, dài. Đáp án C to, nhỏ. Và đáp án D nhỏ, to. Với câu số 4 thì các em sẽ thấy bầu thì sẽ có đặc điểm đó là tròn. Còn ống thì sẽ có đặc điểm là dài. Vậy thì Chúng ta sẽ cần điền các từ ngữ thích hợp vào trong câu thành ngữ bao gồm có tròn và dài. Và chúng ta sẽ được câu ở bầu thì tròn, ở ống thì dài. Các em sẽ chọn đáp án B trong câu 2. Câu 3. Các sự vật đám mây, bông, lá, tờ giấy có đặc điểm chung là đáp án A trắng, đáp án B vuông, đáp án C to và đáp án D nhẹ. Với câu số 3 thì các sự vật chẳng hạn như đám mây, bông, lá hay tờ giấy thì sẽ có chung đặc điểm đó là đều nhẹ. Còn trắng thì sẽ không phải bởi vì đám mây và bông hay tờ giấy thì trắng nhưng mà lá thì sẽ không trắng. Vuông thì chỉ có tờ giấy thì mới vuông, còn đám mây hay bông hoặc lá thì sẽ không vuông. Tương tự với ý to thì đám mây có thể to hoặc bông có thể to, còn lá hay tờ giấy thì thường sẽ không to. Vậy đáp án đúng của chúng ta ở trong câu 13, đó là đáp án D, nhẹ, là đặc điểm chung của các sự vật này. Tiếp theo, cô và các em sẽ thực hiện các câu hỏi ở mức 2, từ câu số 4 đến câu số 8. Câu 4, các đặc điểm của sự vật trong bức tranh sau là Đáp án A, xanh mướt, lốm đốm, cao to, vàng, Đáp án B, màu vàng, rực rỡ, đông đúc, hung dữ. Đáp án C, dài, nặng nề, chậm chạp, hoa hồng. Và đáp án D, cả A và B đều đúng. Với câu số 4, các em sẽ quan sát trước tiên đáp án A. Xanh mướt thì sẽ có đặc điểm ở trong bức tranh này. Đó là một đám cỏ xanh mướt ở phía dưới các con vật. Lốm đốm thì sẽ chỉ đặc điểm về màu sắc của chú hươu. Hoặc chú hổ, cao to thì sẽ nói về đặc điểm của chú hươu hoặc chú voi. Còn vàng thì sẽ nói về màu sắc của chú hươu hoặc chú hổ. Như vậy đây là những đặc điểm của sự vật ở trong bức tranh, vậy A là đáp án đúng. Đáp án B, màu vàng rực rỡ, đông đúc, hung dữ. Với đáp án B thì các em sẽ thấy từ màu vàng không phải là từ chỉ đặc điểm, như vậy thì nó không phải là tính từ mà là danh từ. Vậy thì B sẽ không phải đáp án đúng. Đáp án C thì các em sẽ thấy có chứa từ hoa hồng. Từ hoa hồng thì cũng là danh từ chứ không phải tính từ. Như vậy thì nếu mà B và C đã sai thì đáp án D cả A và B đều đúng thì cũng là một đáp án sai. Như vậy thì sẽ chỉ có đáp án A trong câu số 4 là đáp án đúng nói về đặc điểm của các sự vật ở trong bức tranh. Vậy kem sẽ chọn đáp án A trong câu 4. Câu 5. Dòng nào chỉ chứa các tính từ chỉ hình dáng, kích thước? Đáp án A: đông đúc, chậm, rộng, hẹp. Đáp án B: khổng lồ, cong, mỏng, vênh. Đáp án C, vuông vức, thẳng tắp, đều, yếu. Đáp án C. Đáp án D, gần, xa, nộn nhịp, tròn trịa. Với câu số 5 thì trước tiên các em quan sát đáp án A. Đáp án A thì sẽ chỉ có từ rộng và từ hẹp thì chỉ hình dáng kích thước. Còn lại từ đông đúc và từ chậm sẽ không chỉ hình dáng kích thước. Vậy A không phải đáp án đúng đáp án b các từ khổng lồ cong mỏng vanh sẽ đều chỉ hình dáng kích thước vậy thì b là đáp án đúng đáp án c từ vuông vức và thẳng tắp thì đều chỉ hình dáng kích thước nhưng đều và yếu thì sẽ không chỉ hình dáng kích thước đáp án d em thấy có từ tròn trịa thì sẽ chỉ hình dáng kích thước nhưng các từ còn lại thì sẽ không chỉ hình dáng kích thước, vậy thì D cũng không phải đáp án đúng. Vậy trong bốn đáp án này Kem em sẽ thấy rằng chỉ có đáp án B thì sẽ chứa các tính từ chỉ hình dáng kích thước. Vậy Kem sẽ khoanh tròn đáp án B trong câu số 5. Câu 6. Dòng nào dưới đây chứa từ ngữ thích hợp để tả hình dáng của các con vật sau theo độ to giảm dần? Số 1 con voi, số 2 con trâu, số 3 con chó và số 4 con thỏ. Đáp án A, số 1 rất to, số 2 to, số 3 khá to và số 4 hơi to. Đáp án B, số 1 rất to, số 2 hơi to, số 3 to và số 4 khá to. Đáp án C, số 1 to, số 2 rất to, số 3 hơi to và số 4 khá to. Và đáp án D, số 1 hơi to, số 2 to, Số 3 khá to và số 4 rất to. Với câu số 6 thì các em sẽ quan sát bốn con vật này. Trong đó thì sẽ có con voi to nhất, sau đó đến con trâu. Tiếp theo, to thứ ba là con chó và to thứ tư là con thỏ. Vậy thì với từ con voi Đối với con voi thì chúng ta sẽ sử dụng từ rất để thêm vào tính từ to để nói về độ to to nhất của con voi. Với con voi chúng ta sẽ sử dụng từ rất to. Tiếp theo, với con trâu thì chúng ta sẽ sử dụng một từ với mức độ to thấp hơn so với con voi, đó là từ to. Với con chó thì kem sẽ sử dụng một từ có mức độ to giảm dần hơn so với từ to đó là từ khá to bởi vì con chó thì sẽ nhỏ hơn con trâu và cuối cùng con thỏ thì sẽ nhỏ hơn con chó thì chúng ta sẽ dùng từ hơi to. Như vậy ở trong câu số 6 này thì chúng ta sẽ chọn đáp án A đáp án để tả hình dáng của các con vật theo độ to giảm dần đó là Số 1 rất to, số 2 to, số 3 khá to và số 4 hơi to. Vậy các em chọn đáp án A trong câu số 6. Câu 7. Trong đoạn văn sau có mấy tính từ? Trong vườn, những cây khế sai chữ quả. Cành khế lòa xòa xuống mặt nước. Những quả khế mọng nước, vàng ruộm và ngọt như mời người như mời gọi mọi người đến ăn. Đoạn văn theo tác giả Giang Anh. Đáp án A 3 tính từ. Đáp án B 4 tính từ. Đáp án C 5 tính từ. Và đáp án D 6 tính từ. Với câu số 7 thì Kem sẽ quan sát ở trong đoạn văn này gồm có những tính từ như sau. Từ thứ nhất là từ sai. Từ thứ hai là từ chịu. Từ thứ ba là từ mọng. Từ thứ tư là từ vàng ruộm và từ thứ năm là từ ngọt. Ngoài ra các em có thể quan sát thấy có từ lòa xòa nhưng mà từ này không phải tính từ mà động từ. Vậy thì ở trong câu số 7 đoạn văn này sẽ gồm có 5 tính từ. Các em sẽ chọn đáp án C trong câu số 7. Câu 8. Câu văn dưới đây mắc phải lỗi sai gì? Con báo chạy hơi nhanh, nhanh hơn cả ngựa nữa. Đáp án A viết sai chính tả. Đáp án B, sai trong cách sử dụng từ ngữ. Đáp án C, dùng sai từ hơi. Và đáp án D, cả B và C. Với câu số 8 thì Ken sẽ thấy có từ hơi đang sử dụng sai. Từ hơi này sẽ sai trong cách sử dụng từ ngữ bởi vì nếu như con báo đã chạy nhanh hơn cả con ngựa nữa thì chúng ta sẽ không dùng từ hơi nhanh mà sẽ sử dụng từ là rất nhanh để nói về độ nhanh cao nhất. Vậy trong câu số 8 thì câu văn dưới đây mắc phải lỗi sai, đó là sai trong cách sử dụng từ ngữ và dùng sai từ hơi. Vậy đáp án đúng là đáp án D, cả B và C đều đúng. Tiếp theo cô và Kem sẽ thực hiện các câu hỏi của mức 3 từ câu số 9 đến câu số 11. Câu 9, các từ in đậm dưới đây có ý nghĩa gì? Rất giỏi, rất nhanh, rất chậm, rất mệt, trong đó in đậm từ rất. Đáp án A giúp tính từ trở nên hay hơn, sinh động hơn. Đáp án B kết hợp với tính từ để chỉ mức độ của tính từ đó. Đáp án C kết hợp với tính từ để tạo thành một từ có nghĩa mới. Và đáp án D kết hợp với tính từ để tạo thành một câu văn có nghĩa trọn vẹn. Với câu số 9 thì các em sẽ thấy rằng khi từ rất kết hợp với các tính từ thì sẽ chỉ mức độ của tính từ đó. Đó là mức độ rất cao. Và mức độ này thì sẽ trên hẳn mức bình thường. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta ở trong câu số 9 là đáp án B, kết hợp với tính từ để kết để chỉ mức độ của tính từ đó. Tiếp theo câu số 10. Trong đoạn văn dưới đây, sự vật nào sáng nhất? Anh đom đóm lập lè trong đêm. Anh bay đến cạnh ánh nến vàng rộm. Trước ánh nến, màu sắc của anh yếu ớt lắm. Rồi anh cầm chiếc đèn vàng nhạt của mình hòa vào ánh trăng vàng rực rỡ. Đoạn văn trích trong bài đọc Anh đom đóm của tác giả Uyển Ly. Đáp án A ánh trăng. Đáp án B ánh nến. Đáp án C đom đóm và đáp án D, cả A và B. Với câu số 10 thì các em sẽ quan sát ở trong đoạn văn. Trước tiên, với sự vật là đom đóm thì sẽ có độ sáng thấp nhất, đó là hơi sáng, chỉ sáng lập lè trong đêm. Anh bay đến cạnh ánh nến vàng rộm. Ánh nến thì sẽ có độ sáng cao hơn một chút, tức là sẽ hơi sáng và độ sáng là vàng rộm. Tiếp theo, Trước ánh nến, màu sắc của anh yếu ớt lắm, rồi anh cầm chiếc đèn vàng nhạt của mình. Chiếc đèn thì sẽ có ánh sáng sáng hơn. Hòa vào ánh trăng vàng rực rỡ. Ánh trăng thì được miêu tả với màu sắc là vàng rực rỡ, như vậy thì ánh trăng sẽ là màu sẽ là sự vật có màu sáng nhất. Vậy trong câu số 10, trong đoạn văn này, sự vật sáng nhất đó là ánh trăng, các em chọn đáp án A, ánh trăng. Câu 11, so với các hộp quà còn lại, hộp quà nào chỉ gồm các con vật nhỏ nhất và thấp nhất? Số 1. Hộp số 1 đó là con heo rất to, con voi rất cao. Hộp số 2, con gà hơi to, con trâu khá cao. Hộp số 3, con bò to, con hươu rất cao. Và hộp thứ tư, con chó khá to, con ngựa cao. Đáp án A hộp số 1. Đáp án B hộp số 2. Đáp án C hộp số 3 và đáp án D hộp số 4. Với câu số 1 này thì các em sẽ quan sát các hộp, trong các hộp này sẽ có các con vật với đặc điểm đó là to và cao. Trước tiên thì cô sẽ so sánh các con vật có đặc điểm là to. To sẽ bao gồm có con heo, con gà, con bò và con chó. Trong các con vật này thì con gà hơi to, con gà sẽ nhỏ nhất. Sau sau con gà thì sẽ đến con chó. Con chó thì sẽ lớn hơn con gà. Tuy nhiên con chó thì sẽ nhỏ hơn con heo và con heo thì sẽ nhỏ hơn con bò. Vậy thì trong các sự vật này thì con con gà là nhỏ nhất. Tiếp theo, với các con vật ở đặc điểm cao. Trước tiên thì trong bốn con vật là con voi, con trâu, con hươu và con ngựa sẽ có đặc điểm cao thì con trâu sẽ cao ở mức độ thấp nhất. tiếp theo con ngựa thì sẽ cao hơn con trâu con hươu thì sẽ cao hơn con ngựa và con voi thì cao hơn con hươu vậy trong bốn con vật này thì con trâu thấp nhất như vậy thì dựa vào những gì mà cô vừa phân tích với các con vật thì các em sẽ thấy là con gà là con vật nhỏ nhất Còn con trâu thì là con vật thấp nhất. Vậy thì ở câu số 11 so với các hộp quà còn lại, hộp quà chỉ gồm các con vật nhỏ nhất và thấp nhất sẽ gồm có ở đáp án B là hộp số 2, gồm có con gà và con trâu. Vậy em sẽ khoanh tròn đáp án B là hộp số 2 ở trong câu số 11. Như vậy thì cô đã vừa hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong tuần 14, chắp cánh ước mơ. Ở các video tiếp theo, cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em thực hiện các câu hỏi và bài tập trong cuốn Chinh phục nâng cao tiếng Việt 4 của cuốn sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em ở các video lần sau.